Nằm về phía nam xứ Thanh, huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, có chiều dài bờ biển hơn 40 km, ba cửa lạch, có tới 15 xã nằm ven biển kéo từ lạch ghép đến giáp tỉnh Nghệ An. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng biển nơi này nhiều loại hải sản phong phú, trong đó phải kể đến cá cơm, cá nục, cá trích. Đây chính là nguồn nguyên liệu quý để hình thành và phát triển nghề sản xuất nước mắm truyền thống của các làng chài ven biển. Từ xa xưa, thương hiệu nước mắm Du Xuyên Ba Làng đã nức tiếng khắp cả nước bởi được sản xuất theo phương pháp cổ truyền, đó là rút nõ từ cá biển tươi, chất lọc lấy nước cốt nên có mùi thơm đặc trưng, dư vị ngọt bùi. Nước mắm Ba Làng là sản vật dân gian truyền thống độc đáo, góp phần làm phong phú nét văn hóa ẩm thực Việt. Trải qua hàng trăm năm với biết bao biến cố thăng trầm và sự khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng các thế hệ ngư dân vùng Ba Làng vẫn bám biển, khai thác ngư trường, quyết tâm bảo tồn và phát triển nghề sản xuất nước mắm mà bao đời cha ông đã tạo dựng nên. Địa danh Ba Làng gắn liền với sự hình thành và phát triển của vùng đất Hải Thanh, Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, và gắn với nghề chài lưới biển khơi. Hiện tại Ba Làng có 3 thôn là Xuân Tiến, Quang Minh và Thượng Hải. Nơi đây có hàng trăm hộ dân và hàng chục tổ hợp gắn bó với nghề đánh bắt, chế biến hải sản và sản xuất nước mắm truyền thống. Chúng tôi đã may mắn có mặt tại cơ sở sản xuất nước mắm gia truyền Sơn Thơm ở thôn Thượng Hải đúng vào thời điểm nước mắm được rút nỏ. Gia đình chị Nguyễn Thị Thơm, một trong số các hộ có nhiều nỗ lực và gặt hái được thành công cho việc duy trì, tạo dựng thương hiệu nước mắm truyền thống Ba Làng. Chị ơi, gia đình mình đã làm cái nghề nước mắm này được lâu chưa ạ? Cái nghề nước mắm này thì nhà chị đã làm được hơn 20 năm này rồi. Vì cái nghề nước mắm này là cái nghề gia truyền của 3-4 đời của các ông bà để lại cho các chị, cho nên là các chị cũng phải tiếp nối để giữ gìn cái thương hiệu của cái nước mắm Ba Làng truyền thống của các chị từ lâu đời để lại. Thì đến cái đời chị thì đang làm, sau này chị mà không làm được nữa thì chị sẽ cho con chị hoặc là cháu chị lại tiếp nối đời sau làm tiếp cái nghề truyền thống này. Cũng mong muốn rằng là cái nghề này nó sẽ phát triển không những cho gia đình nhà mình mà cho hiệp hội nước mắm Ba Làng, mà cho cả huyện, cả xã, cả tỉnh mình nó một ngày một phát triển hơn. Hiện thì gia đình mình đã sản xuất ra bao nhiêu loại nước mắm cung cấp ra thị trường ạ? Hiện tại là nhà mình có 3 loại nước mắm. Một loại nước mắm chắt cốt đặc biệt, với một loại nước mắm trung bình, còn một loại nước mắm nấu, nước mắm thường đấy, để cung cấp đi những vùng núi. Vậy thì ngoài nước mắm ra thì nhà chị còn cung cấp những loại mắm nào nữa? Ngoài nước mắm ra thì nhà mình có mắm tôm đặc biệt, mắm tôm nguyên chất và mắm tép, mắm chua. Đấy, ra thị trường mà cung cấp toàn trên cả nước. Khi mà khách hàng thưởng thức cái nước mắm Ba Làng của các chị làm thì người ta đánh giá như thế nào ạ? Khách hàng thì có phản hồi lại là cái nước mắm Ba Làng này là thật chất, nó đậm cái chất nước mắm truyền thống hơn và nó đặc trưng hơn là mọi cái nước mắm khác. Theo chị Thơm kể, để chế xuất ra những giọt nước mắm đậm đà, tinh khiết và giữ được hương vị truyền thống, thì việc chọn lựa nguyên liệu cá là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Chị ơi, vậy thì cái nguồn nguyên liệu mà tạo ra nước mắm Ba Làng là từ đâu ạ? Cái nguồn nguyên liệu của cái nước mắm Ba Làng này á, là cá là phải là cá cơm than ở cái vùng biển Tĩnh Gia này nè. Đó là phải là 100% cá trọng than tươi ngon. Đó. Trước khi chị mua về thì cũng phải là chọn cái hàng tươi ngon. Nước mắm Ba Làng sản xuất theo phương pháp truyền thống, do vậy tất cả các công đoạn sản xuất đều hoàn toàn thủ công và điều quan trọng là không sử dụng hóa chất bảo quản mà dùng chính độ mặn của nước mắm để bảo quản. Thời gian ngâm ủ kéo dài từ 12 đến 24 tháng. Chị Nguyễn Thị Thơm cho biết
Để có được loại nước mắm thơm ngon, quy trình chế biến cũng như chọn nguyên liệu phải hết sức chặt chẽ. Cá sau khi được tuyển chọn sẽ pha theo tỷ lệ 30% muối biển tự nhiên, hạt to khô, đem trộn đều rồi ủ trong các chum vại hoặc bể xi măng với hình thức nắng thì mở, mưa thì đậy. Đặc biệt, khâu vệ sinh chum bể phải được quan tâm thường xuyên. Đây là yếu tố quan trọng để mắm không bị tanh hôi, nhiễm khuẩn. Như vậy mới đảm bảo an toàn vệ sinh sản phẩm theo quy định. Ô bể này để mình làm gì đấy hả chị? Cái ô bể này là chị phải được thiết kế xây bằng gạch men ốp này, để cho cái con cá nó không được thấm thấu vào trong, nó ngấm á, nó dò dỉ, nó ngấm ra. Thì chị phải ốp để làm cho nó đảm bảo, cho nó đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Với kinh nghiệm hơn 30 năm làm nghề và kế thừa phương pháp cổ truyền của cha ông truyền lại, sản phẩm nước mắm của gia đình chị Thơm được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh lựa chọn tin dùng. Chị cho biết cách phân biệt loại nước mắm hảo hạng dựa trên màu sắc, mùi vị và độ đạm. Đó là những yếu tố quyết định đến chất lượng nước mắm. Nước mắm dưới ánh sáng sẽ có màu vàng đậm như cánh gián, độ dẻo và sánh như mật ong pha loãng, có mùi thơm đặc trưng của cá và vị mặn ngọt hài hòa, đậm đà. Vì được ủ và rút nước trực tiếp, không pha chế thêm nên nước mắm giữ được độ đạm cao. Bình quân mỗi năm, cơ sở sản xuất nước mắm Sơn Thơm cung cấp ra thị trường khoảng 25 đến 30.000 lít nước mắm, trừ tất cả chi phí mang lại thu nhập hơn 400 triệu đồng mỗi năm cho gia đình, đồng thời góp phần giải quyết việc làm và thu nhập ổn định thường xuyên cho 15 lao động địa phương. Sản phẩm nước mắm Ba Làng đã đạt nhiều giải thưởng do các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp bình chọn như Cúp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, Cúp Bàn Tay Vàng. Để khẳng định uy tín, chất lượng của nước mắm truyền thống Ba Làng, cơ sở nước mắm Sơn Thơm đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kinh doanh, đăng ký bản quyền thương hiệu sản phẩm với Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và các cấp có thẩm quyền. Anh ơi, để sản phẩm nước mắm Ba Làng được đưa ra đến thị trường, thì anh đã làm những cái thủ tục gì đối với các cơ quan chức năng? Thì đối với các cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ làm đủ tất cả các thủ tục. Ví dụ như thế là giấy phép kinh doanh về sản xuất, rồi ví dụ mã vạch. Mã vạch này thì chúng tôi là cũng được Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp cho chúng tôi cái mã vạch này. Còn cái thương hiệu Ba Làng này của là cái này là của bên Hiệp hội Nước mắm Ba Làng đã cấp ra cho chúng tôi. Còn tất cả thì chúng tôi đã làm hoàn thiện hết, cho đến cuối cùng nữa là người ta sẽ cấp cho tôi một cái giấy là đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Thuyền anh mãi về với cá bạc đầy hoang. Đây là thành quả sau gần 2 năm cần mẫn, một nắng, hai sương của những ngư dân và công nhân lao động để chất lọc ra những giọt nước mắm tinh khiết, đậm đà, mang hương vị đặc biệt chỉ riêng vùng đất Ba Làng mới có. Những giọt nước mắm kết tinh từ tình yêu lao động chứa đựng giá trị truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời. Những quà tặng từ biển khơi đã gây dựng cuộc sống, nuôi nấng bao thế hệ người dân đất này. Bởi vậy, người dân Ba Làng vẫn hằng biết ơn biển mẹ bao la. Hỡi hò nơi biển trời kéo lên.